Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Lim Phạm Radio, kênh chính thức truyền review bãi tuyển chọn của bên em. Và hôm nay về được một lô hàng toàn băng cối dành cho những anh em nào yêu thích chất âm của băng cối cũng như là sự mộc mạc của băng cối mang lại. Thì hôm nay show em có về được gần 600 cuốn băng cối các loại, từ nguồn băng rồi đến cả xương băng của Ampex 456 nổi tiếng của Mỹ rồi. Thì xin quay qua về cái xương băng để anh em có thể nhìn thấy chất lượng của hàng nước một, hàng nguyên siêu như thế nào. Đây, nguyên siêu. Giấy tờ của bên Tây nó ghi, chắc là ghi về thời lượng của băng. Nguyên siêu luôn anh em. Đẹp. Chất băng này thì không chê được. Đấy, hàng nước 1 nó như thế. Đấy. Đây là bên shop em có nhận cả thu thu theo chương trình cho anh em. Và bán riêng rời nguồn băng cho anh em chơi cũng được. Đấy là tùy theo sở thích của anh em, cũng như là tại vì cái nguồn ghi này còn rất là nhiều những anh em kỹ, nên là biết là rất nhiều anh em phải nguồn một, nguồn đĩa một, in sao một và phải trên những đầu studio đắt tiền, nên là em sẽ bán là bán bán nguồn không cũng được, không cứ là phải in thì em mới bán. Đây anh em gì, hàng chất toàn hàng nước một luôn ạ. Đây em có mở một số băng này vừa xong, em có chụp ảnh để anh em có thể nhìn được là chất lượng của băng. Đây một chỗ ngăn gà bị xô ra một tí, toàn băng ngăn gà ấy, quá đẹp. Quay một cái khó. Đấy, anh em nhìn hàng này. Scott thì rất nhiều những thương hiệu khác nhau đến từ Mỹ như Iris, Scott, Ampex. Đều những nguồn băng chất lượng nhất được người chơi audio bên Mỹ người sử dụng. Khi em quay như này anh em có thể nhìn rất là kỹ về cái chất lượng băng. Cả là hàng nước 1 nguyên siêu hết, bãi mới về các bạn em. Quá đẹp. Với anh em nào yêu thích và muốn đặt hàng, em sẽ ship đến tận nhà cho anh em, kiểm tra chất lượng chuẩn hàng, nhận hàng gửi tiền. Và em xin dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.